mình biết cách ăn nói, mình nói chuyện, mình cởi mở với sếp hoặc là mình thảo mai một tí thì cũng gọi là hướng ngoại, thì có nghĩa là sẽ được lòng sếp ạ. Nếu mà theo con cảm nhận về bản thân con thì con sẽ chọn là con sẽ là ở giữa hai cái khái niệm là hướng nội với cả hướng ngoại. Theo con là người hướng nội ạ. Con thì sẽ là ở giữa, vừa hướng nội vừa hướng ngoại. Con nhận ra là con là người hướng ngoại. Em không nhận mình là hướng nội hướng ngoại, em là dạng kiểu middle. Theo con thì con tự nhận thấy mình là người hướng ngoại ạ. Thật ra thì trước khi bước chân vào cấp 3 thì bọn con có học ở trường công. Thì là con cảm thấy là mình bị khép kín trong môi trường sống ở bên ngoài nhiều. Xong khi mà bước vào trong trường mình thì con cảm thấy con tự tin giao tiếp hơn với mọi người. Con thân thiện hơn với bạn bè, nên là con nghĩ là con là người hướng ngoại. Con nhận ra điều này từ cái hướng nội thì con hay ngại ngùng và không muốn lên sân khấu. Còn hướng ngoại thì nhiều lúc con thấy rất là hứng thú. Sau đó là con kể mọi chuyện, các câu chuyện với cả bố, với cả bố mẹ. Thì bình thường là con nói chuyện rất bình thường, vui vẻ. Nhưng khi đến nơi mà đông người và rất cần thiết để giao tiếp, và đặc biệt là ở chỗ có người lạ, thì con lại ít nói lại và không chịu giao tiếp vì con cảm thấy hơi ngại khi mà nói chuyện với người lạ. Con nhận ra điều đó không chắc lắm, nhưng mà chắc là từ hồi mà con lớp 4 ấy ạ. Tại vì là hồi mà con lớp 4 ấy là con có thử test cái MBTI ấy ạ. Thì là con kiểu có lúc thì con là hướng ngoại, có lúc thì con là hướng nội. Cho nên là kiểu nó xem nhau ấy, nên là con cũng không có bất ngờ gì mấy. Với cả là về những cái lúc mà kiểu con cảm nhận về bản thân con ấy, nhiều lúc mà con suy nghĩ xem người khác nghĩ về mình kiểu gì ấy, kiểu thái quá ấy, hay là những cái lúc mà kiểu con rất là thoải mái ấy, thì là nó cũng có thể ảnh hưởng đến những cái cảm xúc hay là những cái tính cách ở bên trong con. Em nhận ra điều đấy khi mà em tiếp xúc với những người mà em xa lạ thì em sẽ không được nói nhiều như kiểu em nói chung với cả những người mà em đã thân thiết rồi. Nhiều khi nói chuyện thì những cái lúc mà con không biết tìm có gì khác thì con chỉ im lặng. Con nhận ra là thường thì con, thứ nhất là con hầu như ở trong nhà rất là nhiều. Thứ hai là đối với sở thích của con thì hầu như con lúc nào con muốn là phải dành thời gian ra cho nó. Đầu tiên là con rất là rụt rè, tiếp theo là hay im lặng, và từ cuối là con cũng không thích làm phiền người khác. Con thấy nó giống như kiểu thói quen hàng ngày của con rồi ạ. Con nghĩ là ngại ngùng, phóng khoáng và vui vẻ. Con nghĩ là điều đặc biệt khi kiểu vừa hướng nội vừa hướng ngoại là nhiều lúc con sẽ vừa ngại ngùng mà cũng vừa rất tự tin. Lém lỉnh, kháu khỉnh, nói nhiều ạ. Con nghĩ là khi mà mình là người ngoại thì mọi người cũng cảm thấy mình dễ gần hơn ạ. Mọi người sẽ cởi mở nói chuyện với mình hơn. Ngại ngùng, sợ hãi với cả không được tự tin. Cái đấy thì con không hẳn là thấy nó có cái gì đặc biệt ở con cả, bởi vì con thấy hầu như có khá là nhiều người cũng gặp trường hợp giống con. Nói nhiều khi ở cạnh những người mình thân, nói ít ở những người mình không quen và chia sẻ với những người mình đã thân thiết ạ. Có lần con kiểu con đi tham quan chung với lớp em 2, thì hồi đấy là em 2 là được lớp khoảng lớp 4, lớp 5. Thế là có cái sự việc xảy ra, xong rồi lúc đấy là mọi người đến giúp, và em chỉ đứng từ xa em nhìn thôi ạ. Tại vì bình thường là con cũng hay kiểu gọi là người hay gây rắc rối ấy ạ. Thế nên là con không muốn làm ảnh hưởng gì xấu đến mọi người xung quanh. Cái câu chuyện là bố con có một lần dụ con lên sân khấu hát, nên là con lúc đấy con vừa ngại và con cũng vừa muốn thể hiện, nên là con quyết định là để cho bố con lên hát cùng với con luôn. Khi mà bước chân vào trường thì con nghĩ là muốn kết bạn với mọi người thì nghĩ là mình nên là chủ động trước. Nếu mà mình khép kín với mọi người quá, mọi người cũng nghĩ là mình không thích nói chuyện với mọi người, nên con nghĩ là mình nên thế. Con nghĩ là
cái tính cách hướng ngoại thì để cho mình có thể gặp sếp lớn ạ. Mình biết cách ăn nói, mình nói chuyện, mình cởi mở với sếp hoặc là mình thảo mai một tí thì cũng gọi là hướng ngoại, thì có nghĩa là sẽ được lòng sếp ạ. Là khi cũng gặp trường hợp như là con phải lên sân khấu để biểu diễn hoặc là lên sân khấu để phát biểu thì con cảm thấy rằng là con rất là ngại phải lên trước mặt toàn trường và mọi học sinh, mọi phụ huynh, bởi vì là con không quen với cái việc đấy lắm. Bởi vì kiểu khi mà con ở với người thân bạn bè thì con mới dám thổ lộ cái tính cách thật của con ra thôi, chứ khi mà con ở với người lạ thì con sẽ rất là ngại nói chuyện và con không thổ lộ ra thật cái tính cách của con.